xe đảo mini BC05. Quay thẳng không thấy nè. Bây giờ mấy anh em gọi hỏi xe đảo mini quá trời. Mai về được không? Sức này như mới luôn nha anh em. BC05 trừ 6 xe mới về em chưa dọn như vậy chân nha. Anh em nào ưng có lấy á, muốn làm đẹp xong làm hết sơn phớt lại làm đẹp này. Con này nó xài 3 máy nha nè, làm như vậy đi ngang nãy đi rồi chạy rồi sụp đó xuống. Xếp lại, xếp càng lại. Từ từ thôi, làm gì mà bẻ hai cái tay dữ vậy? Làm từ từ thôi. Rồi chạy đi. Chạy. Chạy. Để ngay lại, để xe ngay lại. Quay chiếc xe ngay lại. Rồi dở cái đấy lên. Nữa, rồi. Chạy lên kia nữa, lên xem nha nào. Rồi chạy đó. Rồi chạy một bánh hay một bên thôi. Rồi rồi chạy luôn. Rồi kéo đây lại một cần thôi. Vậy đó, rất là mạnh nha anh em. Con này thấy vậy nó xài ngon hơn mấy con đời sau nhiều lắm. Này
có nhiều là mình bán hết, nhưng mà